Sapeu, một đầu bếp nổi tiếng như thế giới bởi màn rắc muối đỉnh cao. Và trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem những clip nấu ăn cũng như những clip tập luyện của ông ta nhé. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại với channel của mình. Và tiếp tục clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một vua đầu bếp, đó chính là Sapeu, gọi là thánh rắc muối của làng ẩm thực thế giới. Vừa rồi Covid thì ông này cũng có thực hiện một màn phục vụ đối với nhân vật Covid thứ 17 nổi tiếng của Việt Nam, anh em biết là ai rồi đúng không nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với những clip nấu nướng của ông đấy để biết ông đấy là ai đã nhá. Xong chúng ta sẽ tiếp tục xoay sang những video kiểu tập luyện ông đấy, xem body của ông ấy mặc dù là một đầu bếp thì anh em thường nghĩ là đầu bếp là rất là béo đúng không? Và chúng ta sẽ xem clip hôm nay xem có phải thế không nhá. Wow, món thịt nướng. Thịt bò này đắt cực kỳ luôn. Wow. Phí thế. Anh em xem này, đừng chảy nước miếng nhá. Đó, vâng, đánh rắc muối. Ông này không chỉ nổi tiếng với màn rắc muối, còn nổi tiếng nhờ những màn kiểu nấu ăn kiểu nghệ thuật đi. Đỉnh nhờ. Wow. Ăn với bánh mì à? Ok, chúng ta sẽ đến với màn tập luyện của Sapeu. Body của ông ấy rất là khủng đấy nhá. Đỉnh chưa? Mình có làm với một hai clip về Sapeu này, có thông tin ở trên kênh của mình nhá. Các bạn search Sapeu gym võ thuật là sẽ ra thông tin này. Tại sao lại nổi tiếng này? Có bao nhiêu nhà hàng này? Giàu có mức độ như thế nào nhá? Nhưng bây giờ anh em chỉ search thì giá có mụ Covid thứ 17 thôi. Tập cái gì đấy? Đa số các ông bài tập này là bài tập kiểu hít dạng toàn thân đấy. Ông ấy chắc cũng ít nâng tạ lắm tiếp. Chạy bộ à? Làm đầu bếp phải nếm nhiều nên chắc cũng phải tập luyện khủng khiếp lắm đấy, chứ không béo phì chết. Ui giày trắng, ui giày trắng, ui giày trắng. Ui, cũng bẩn giày luôn. Wow, chắc giày xịn không bám bẩn anh em ạ. Wow, có bẩn nhưng bẩn ít vậy.
kiểu ông ấy ít tập những cái bài tập kiểu tập trung vào từng nhóm cơ một nhỉ, toàn tập những bài tập toàn thân nhỉ? Tác động đến 2 đến 3 nhóm cơ, thậm chí là toàn thân cùng một lúc. Nhưng mà như thế thì tác dụng đốt mỡ là tối ưu thôi. Đây là phòng gym tại nhà của ông đấy. Thanh niên chuyên chị có kiểu tập như kiểu kích fit toàn sắn đùi chạy. Ông này ngày xưa cũng từng đi rửa bát các kiểu xong học được bí quyết của món bò gì xong bắt đầu sang mở nhà hàng và thực hiện quay những clip kiểu xong tự nhiên clip của ông thành viral ấy, xong bắt đầu ông nổi tiếng bây giờ cả một chuỗi nhà hàng luôn. Không phải, đây chắc phòng vẫn là phòng tập gym chứ. Nếu phòng tại nhà thì gì có nhiều máy chạy thì để làm gì nhỉ? Ông ấy chắc tập trung vào bụng, anh em thấy cơ bụng ông ấy hình như bị phát triển quá mức ấy, nên làm ra cái bụng cái ông bụng ông ấy bị lồi ra ngoài quá, tập trung vào bụng nhiều quá. Từ lúc toàn đến tập bụng, toàn là bụng lòi ra, nhìn mấy ông tập bia ấy. Đấy. Ừ, sao lại tiếp tục quay lại cái quả bánh mì lúc nãy vậy? Wow, thịt bò nhìn ngon nhờ. Lúc nào điệu 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 tí thái bố vào tay không nhỉ? Bò cuốn bơ. Ui, nhìn quả này chất lượng luôn. Nhưng mấy món này có gì mà cầu kỳ nhỉ? Mình thấy làm dễ vậy. Wow. Ngon chưa? Ok, vừa rồi là video reaction của mình về Sapeo, một nghệ thuật gia trong làng ẩm thực. Thì các bạn hãy nhớ comment ý tưởng các bạn mình reaction ở dưới phần bình luận. Mình sẽ thực hiện ở những clip tiếp theo nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.